Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đỗ Doãn Bách từ mạng lưới Thầy Thuốc Đồng Hành. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những chỉ dẫn dinh dưỡng cho F0 và F1 nguy cơ cao khi cách ly tại nhà. Một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng cường sức khỏe đề kháng, giúp bản thân vượt qua được bệnh tật. Các F0, F1 khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý 3 điểm sau về dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe. 1. Chế độ dinh dưỡng đảm bảo nguyên tắc cân đối và đầy đủ dinh dưỡng. Để đạt được điều này thì bạn cần phải ăn đủ số lượng, đa dạng các loại thực phẩm, đảm bảo nhu cầu theo từng nhóm tuổi bao gồm chất tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhớ là phải uống đủ nước. Đảm bảo ăn đủ 3 bữa chính một ngày, có thể thêm 1 đến 3 bữa phụ nếu cần thiết. Đảm bảo nguyên tắc chế biến hợp khẩu vị, sở thích và khả năng nhai nuốt thức ăn. Bệnh nhân có tình trạng chán ăn, đau họng, giảm vị giác, khứu giác có thể chế biến dạng mềm, lỏng, dễ ăn và dễ hấp thu. Thực hiện các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khi mua, chế biến và sử dụng bảo quản thực phẩm. Đối với trẻ em và người trưởng thành có bệnh lý nền, đái tháo đường, tim mạch hoặc suy thận cấp, suy thận mạn cần thực hiện đúng các chế độ dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ hoặc cán bộ dinh dưỡng. Để đảm bảo đa dạng thực phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch, thì bữa ăn trong ngày cần phải có chất đạm, cần phối hợp cả thực phẩm giàu đạm động vật như là thịt cá, thịt gà, thịt bò, trứng sữa hoặc đạm thực vật, các loại đậu, nấm. Các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như vitamin A trong gan động vật hoặc các rau củ có màu vàng, đỏ, xanh thẫm, vitamin C, D, E trong các hoa quả như là ổi, cam, chanh, đu đủ, bưởi, nhãn, kiwi, ớt chuông, rau ngót, các nhóm khoáng chất bổ sung thêm sắt và kẽm. Sử dụng các loại chất béo không no trong cá, quả bơ, này dầu ô liu thì sẽ dành cho những cái đối tượng bị bệnh tim mạch rất là tốt. Các bạn nên nhớ là phải uống đủ nước theo nhu cầu và đúng cách. Uống ít nhất là 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, nước đun sôi để nguội hoặc đã tiệt trùng. Uống từ từ, từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày. Ngay cả khi không khát, không uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Tránh các loại thức uống có ga, nước ngọt, đồ uống có chứa cồn. Các bạn nên hạn chế thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, mì tôm bởi vì nó có chứa rất nhiều chất béo, đường và muối không tốt cho sức khỏe. Lượng muối tối đa một ngày mà bạn nên hấp thụ là 5g trên ngày kể cả muối trong thực phẩm. Các bạn nên nhớ, dinh dưỡng rất quan trọng với người bị nhiễm Covid-19. Chính vì thế, hãy đảm bảo thực hiện các chỉ dẫn dinh dưỡng phù hợp để hỗ trợ tốt cho quá trình bình phục của người bệnh. Xin cảm ơn.